Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi, thầy và trò trường chuyên biệt Thảo Điền tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong năm học 2022-2023, trường giáo dục chuyên biệt Thảo Điền đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động giáo dục trong trường có sự chuyển biến tích cực. Học sinh của trường tham gia hội thao người khuyết tật đạt huy chương bạc môn boxing. 14 em học sinh ra trường, trong đó có 2 em học sinh đã chuyển sang học nghề tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho người khuyết tật. Đặc biệt năm học vừa qua, nhà trường có 15 sáng kiến được công nhận cấp thành phố Thủ Đức, 8 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố, trong đó có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố Hồ Chí Minh. Năm học mới 2023-2024 bắt đầu bằng nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, vượt qua những khó khăn cần tháo gỡ, nhà trường quyết tâm nỗ lực tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ.